bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về báo động cửa không dây nhỏ gọn tiện dụng với giá chỉ bằng 2 công phở. Đây là báo động chung cửa không dây của hãng Kawasan. Bạn xem thông số của nhà sản xuất, còn mã là KW006E, thiết bị rất là nhỏ gọn, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Thiết bị sử dụng pin nút áo LR44, thiết bị gồm hai phần, phần chuông và phần 500 từ. Thay lấy pin. Thiết bị rất là nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt. Hầu như tất cả từ các em học sinh tới các bác nông dân cũng đều có thể lắp đặt thiết bị này trong vòng 3 nốt nhạc. Thiết bị mặt sau này có băng keo hai mặt, các bạn chỉ cần tháo ra và cố định thiết bị vô khung cửa sổ, khung cửa, các thanh cửa hoặc hộc tủ ngăn kéo. Nguyên lý hoạt động là sử dụng cảm ứng từ, chỉ cần chuông và đầu cảm ứng từ tách ra nhau, chuông vùng sẽ bắt đầu kêu. Bạn có thể sử dụng cho các cửa chính trong nhà thì chỉ cần đối tượng mở cửa là sẽ làm chuông và thanh từ lệch nhau, chuông sẽ bắt đầu hú kêu. Còn đối với các cửa kéo, cửa cuốn thì đối tượng đột nhập kéo cửa cuốn ra và kéo cửa sổ ra, cảm ứng từ của chuông sẽ lệch ra, chuông sẽ bắt đầu hú kêu. Chuông tương đối lớn, 105 decibel, ví dụ các bạn phát hiện có kẻ xấu đột nhập.